vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Đây là chương trình phát thanh mang no của liên đội trường trung học cơ sở Tam Quan. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần tin mời quý vị thầy cô cùng các bạn lắng nghe chùm thơ chúc mừng thầy cô giáo và đôi lời tri ân nhân ngày 20 tháng 11. Trước hết mời quý vị thầy cô cùng các bạn lắng nghe phần tin. Các bạn thân mến, tháng 10 đã qua đi. Nếu nói tháng 9 là tháng ổn định, củng cố tình hình hoạt động, thì tháng 10 là tháng bắt đầu bắt nhịp và tăng tốc. Đúng như vậy các bạn ạ. Tháng 10 vừa qua có thể nói là tháng khá thành công về học tập cũng như mọi hoạt động trong nhà trường. Các bạn thân mến, tháng 10 vừa qua, liên đội đã phối hợp với ban thể thao nhà trường tổ chức các hoạt động như bóng chuyền nam nữ khối 9, 8, bóng đá nam là khối 6, 7, 8, 9 đã thành công tốt đẹp. Các bạn đã nỗ lực thi đấu cống hiến cho khán giả và thầy cô những trận đấu hết sức hấp dẫn. Và đây cũng là tiền đề để chọn ra nhân tố có tài năng vượt trội bồi dưỡng tham gia hội thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào cuối tháng 11. Các bạn thân mến, thế là tháng mong đợi nhất của năm học đã đến, với chủ điểm tôn sư trọng đạo đã hằn sâu trong tâm trí chúng ta và nhắc nhở ta nghĩ gì và làm gì rồi, phải không các bạn? Ngày 13 tháng 11 vừa qua, liên đội đã tổ chức thi nhảy hiện đại dân vũ. Nhiều chi đội đã tập luyện và thực hiện tiết mục của mình rất xuất sắc và ấn tượng như 9A1, 8A2, 6A2, 7A2. Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm bày tỏ tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc của tất cả học trò đối với thầy cô giáo. Để chào mừng ngày 20 tháng 11, nhà trường liên đội đã phát động nhiều và tổ chức nhiều hoạt động như thi đua học tốt, thi cắm hoa nghệ thuật, trưng bày hoa tươi trên bàn giáo viên. Các bạn thân mến, rất vui mừng thời gian qua tất cả đội viên tiến bộ rõ rệt, hiện tượng gây gỗ đánh nhau không còn xảy ra. Các bạn được thầy cô khen rất nhiều về lễ giáo ứng xử trong trường học. Các bạn thật sự thể hiện được mình là người có văn hóa trong giao tiếp, thực hiện nếp sống văn minh trong trường học, yêu trường, kính thầy, mến bạn. Chúng ta tích cực hơn nữa các bạn nhé. Đây là món quà vô giá mà chúng ta dâng lên thầy cô đó các bạn ạ. Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Với những năm tháng thầy cô không ngại khó khăn, thì giờ và sức khỏe để nuôi nắng và dạy dỗ chúng em nên người. Tóc của thầy cô cũng hòa theo năm tháng để đến một ngày chợt giật mình, cứ ngỡ những bụi phấn đã vô tình phủ trên ấy. Hay thời gian đã vô tình thế, ngày xưa thầy cô đã biến mình thành những nhân vật trong một truyện cổ tích thiệt là thơ mộng. Cô quả thị thơm, cô tắm ngon hiền, với chú biết có đôi hài bảy dặm, hoàng tử đi tìm công chúa. Ôi, những ngày xưa ấy chắc hẳn các bạn không ai có thể quên được, phải không? Rồi chúng em lớn dần theo năm tháng, qua những dòng thơ quê hương ngọt ngào, chất phát của cô, qua những bài đạo đức làm thầy của người. Với những năm tháng bên thầy cô, chúng em như lớn lên, như lớn thêm hơn, vững tin hơn. Rồi đây cũng chúng em sẽ rời xa thầy cô, rời xa mái trường như bài chim non chập chững vỗ cánh trên bầu trời rộng bao la. Rồi thời gian có thể làm cho con người biết tự lập và trưởng thành nhiều hơn. Với hành trang của những năm tháng được nuôi dưỡng bằng tình thầy trò, chúng em hứa sẽ là những con người sống có ích cho đất nước. Nhân ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam lại về trên quê hương yêu dấu, chúng em dâng lên thầy cô bằng cả tấm lòng thành kính biết ơn của mình, với tất cả lòng tri ân và sự tạ lỗi do một lần nào đó vô tình làm thầy cô buồn. Kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và thành công trong nhiệm vụ cao cả của mình. Chúc thầy cô thật nhiều niềm vui. Tiếp theo mời thầy cô và các bạn nghe chùm thơ tặng thầy cô giáo. Nhớ công ơn thầy, tác giả Nguyễn Văn Chiểu. Làm sao quên được ơn thầy, con người dạy dỗ có ngày hôm nay. Nét đầu thầy phải cầm tay, rèn con chữ viết mới ngay thẳng hàng. Nhớ thầy nhớ chiếc đò ngang, tay thầy chèo chống đưa sang bao người. Nhọc nhằn gian khổ vẫn vui, vì đàn em nhỏ vì đời mai sau. Từng đoàn nối tiếp kề nhau, dựng xây đất nước sớm mai bằng người. Non sông hùng vĩ đẹp tươi, có công thầy đã tô bồi ngày qua. Ơn thầy, tác giả Vũ Hồng Tâm. Trăm năm đạo dự ở người, tiên học chữ lễ sao rồi chữ văn. Ơn thầy khai sáng chữ nhân, công thầy vun đét bao lần chữ tâm. Dạy luôn chữ hiếu tình thâm, khắc ghi chữ nghĩa theo năm tháng ngày. Chữ đất thầy dạy đến nay, kể luôn chữ tiếng mai này lập danh. Chữ trung thâm nghĩa sĩ thành, có thêm chữ trí xưng
anh hùng rồi. Chữ hướng làm vốn cuộc đời, theo cùng năm tháng chữ người đã lên. Lời thầy em vẫn không quên, bao nhiêu chữ ấy mang bên suốt đời. Cho dù vật đổi sao trời, ơn thầy khắc cốt những lời năm xưa. Chương trình phát thanh Mang Non của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Tam Quan đến đây là hết. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.